Dự báo thời tiết đêm mùng 5 tháng 8, ngày mùng 6 tháng 8. Phía Đông Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to đến rất to và dông, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Phía Nam có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực Tây Nguyên có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Thành phố Hồ Chí Minh có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Thủ đô Hà Nội, đêm và sáng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ.